thưa quý vị, Mariah Carey công bố chuyến lưu diễn Âu Châu tên từ Las Vegas, Nevada. Nữ danh ca Mariah Carey đã cho công bố cô sẽ trình diễn trong chuyến lưu diễn lần đầu tiên tại vùng Âu Châu sau 13 năm vào năm 2016. Nữ ca sĩ, người là một trong những nghệ sĩ có số đĩa bán chạy nhất trong mọi thời đại, sẽ hát một số ca khúc hay nhất của cô bao gồm Hero, Fantasy và Always Be My Baby. Ca sĩ từng thắng nhiều giải Grammy nổi tiếng cho chất giọng cao vút và cô gần đây nhất trình diễn thường trực tại Caesar Palace ở Las Vegas, Nevada. Chuyến lưu diễn châu Âu của chuyến lưu diễn gọi là Sweet Sweet Fantasy của Carrie sẽ bắt đầu tại Glasgow, Scotland vào ngày 15 tháng 3 năm 2015 và đưa cô đi trên khắp lục địa này cho đến khi kết thúc tại Amsterdam, Hòa Lan vào ngày 16 tháng 4. Trong suốt hai thập kỷ hoạt động và làm việc, Carrie đã thu được doanh thu âm nhạc khổng lồ hơn 200 triệu đĩa hát toàn thế giới, giúp cô trở thành một trong những nghệ sĩ âm nhạc có số doanh thu lớn nhất mọi thời đại. Vào năm 1998, cô được vinh danh là nghệ sĩ có số lượng đĩa bán chạy nhất thập kỷ 90 tại giải âm nhạc thế giới. Cho đến nay, Carey đã giành được 5 giải Grammy danh giá. Năm 2006, tạp chí Forbes đánh giá tài sản của Mariah Carey là khoảng 225 triệu Mỹ Kim và xếp cô ở hạng 6 trong 20 người phụ nữ giàu nhất trong làng giải trí thế giới sau Oprah Winfrey. J.K. Rowling, Martha Stewart, Madonna và Celine Dion.